Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 2, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu. Tại buổi giải trình, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, để có thể nâng lên mức dự trữ nhập dòng lên 30 ngày, cần tối thiểu là 4.100 tỷ một năm, trong khi Bộ Tài chính chỉ có 1.400 tỷ cho dự trữ quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội Chính phủ giao về việc triển khai xây dựng phương án nâng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu Bộ đã tích cực triển khai và 4 lần trình Thủ tướng phê duyệt. Trong phương án trình lần thứ tư vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, đề xuất từ năm 2023 đến năm 2025, nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia từ 9 ngày nhập dòng, hiện nay lên 15 ngày, trong giai đoạn 2026 đến năm 2030, tiếp tục nâng lên 30 ngày nhập dòng. Để thực hiện phương án này, ngân sách nhà nước cần bố trí tối thiểu 4.100 tỷ đồng trên một năm để mua xăng dầu dự trữ. Nhưng theo báo cáo của Bộ Tài chính, mức kinh phí trên vượt quá khả năng cân đối ngân sách. Hiện ngân sách mới chỉ bố trí được khoảng 1.500 tỷ đồng một năm để mua hàng cho toàn ngành dự trữ quốc gia. Liên quan tới vấn đề này, nhằm giải quyết khó khăn, Ngày 17 tháng 2, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã tổ chức họp, ra soát và thống nhất tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho nâng dần mức dự trữ xăng dầu quốc gia theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm và phù hợp với khả năng cho thuê kho dự trữ bảo quản của các doanh nghiệp.